Em xin chào tất cả các anh các chị. Vâng, em lần đầu tiên được tham gia nhóm. Nhưng mà hôm nay em đang ốm, nhưng cố lết cái thân đến đây. Bây giờ rất là nhớ anh chị. Sau đây em xin gửi tới các anh chị bài hát Huyền Thoại Mẹ. Sự cố gắng của em. Trời nó lạnh mà em rất là nóng, em run lắm. Ngồi nhớ lại từng câu chuyện.